Chuyển sang một bản tin khác, kính thưa quý vị, cựu tư lệnh cảnh sát Colombia hiến kế Mexico bắt trùm ma túy là Guzman, tin từ Alomonoya của Mexico. Kính thưa quý vị, cựu tư lệnh cảnh sát hồi hưu, người đứng đầu ngành cảnh sát Colombia từ năm 1994 cho đến năm 2000, đã phá vỡ tổ hợp ma túy Cali kiểm soát 80% thị trường cocaine trên thế giới, đã đến thăm và hiến kế cho chính phủ Mexico cách bắt trùm ma túy là Sinaloa Joaquin El Chapo Guzman. Russell Joe Serrano. Tư lệnh Cảnh sát Colombia nói rằng chính phủ Mexico cần thành lập một lực lượng vũ trang đặc biệt, loại trừ các cảnh sát tham nhũng và chấp nhận sự yểm trợ của Hoa Kỳ. Nếu muốn bắt ông Trùm Guzman đang lẫn trốn ngoài vòng pháp luật, Serrano nói rằng Mexico chỉ có thể buộc trùm ma túy đang lẫn trốn phải trở lại nhà tù bằng một chiến thuật đúng đắn. Serrano năm nay 70 tuổi cho rằng Guzman không vượt ngục bằng đường hầm của một cây số rưỡi tương đương với một dặm đường mà thoát thân dễ dàng bằng hệ thống tham nhũng trong nguồn máy cảnh sát của Mexico và hệ thống này đã tạo cơ hội để Guzman vượt ngục một cách dễ dàng. Theo nguồn tin này nói rằng thì trùm ma túy Guzman đã hối lộ để vô hiệu hóa lực lượng cảnh sát và các chính khách để bành trướng lực lượng mua bán và vận chuyển ma túy bất hợp pháp tại Mexico. 20 viên chức chính phủ bị bắt liên quan đến vụ Guzman vượt ngục tại nhà tù nổi tiếng an ninh nghiêm ngặt tại miền trung của Mexico mới đây.